Rồi, hướng về cửa trái tim. Rồi, kiểm tra thử coi mình đoán đúng không nè. Đoán đúng không? Em không biết. Không biết, nãy nhìn tấm hình chỉ cái một, bây giờ nhìn thấy trước mặt rồi mà hỏi không biết. Chắc là ở ngoài khác trong hình đó chị. Đúng không? Em không nhớ được gì. Trời đất ơi. Rồi em đoán đúng không? Chắc là đúng đó chị. Chắc là đúng đó. Hai cái này nó không dứt khoát gì trơn. Rồi cái này có tặng không? Có. Tặng chị hả? Tặng em. Do gấp quá nên em cũng chưa chuẩn bị quà cho anh kịp, nên anh cũng thông cảm. Ok, không sao hết. Rồi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi nè. Thôi bây giờ đói bụng rồi hát ăn đi, ăn cho nó tỉnh táo đi rồi nói chuyện. Rồi, wow, thật là hấp dẫn, thơm lừng. Em biết món này món gì không? Ăn bao giờ chưa? Chưa giờ. Chưa phải không? Hôm nay sẽ thưởng thức. Đây là một món ăn đặc trưng của nhà hàng chả cá Đế Vương. Tên gọi của nó là món chả cá Đế Vương luôn. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại, ok? Mình là nam chủ động nha, ga lăng lên, mời bạn gái. Rồi, chúc hai em ngon miệng. Mà bạn làm công việc bận không? Mình làm CK bạn. Công việc của mình là CK là nhiều sáng chiều mà chủ yếu là buổi tối thì... À, làm thì có lúc nào bạn rảnh không? Có lúc rảnh. Có lúc rảnh đúng không? Đúng rồi, một tuần CK thì dĩ nhiên là CK 8 tiếng thì dĩ nhiên có ngày buổi tối sẽ rảnh. À, cái chiều 5 rưỡi là nghỉ rồi. Mà có khi thì đi làm dự án, làm công trình ở tỉnh á, thì đi 1-2 tháng đi về. Hôm nay là cố gắng dành thời gian để đi đến đây á, dù là bận lắm luôn á. Thì mình biết mà, thì mình công việc mình cũng bận mà, mình cũng sắp xếp thời gian được thôi. Anh có hay đi du lịch không? Không, mình ít đi lắm. Ít đi đâu? Đúng rồi. Một năm đi được mấy lần? 2-3 năm mình mới đi một lần. 2-3 năm. Đi mình đi xa hay như vậy? Đi Vũng Tàu hay là Đà Lạt rồi thôi, chứ không có đi đâu xa. Mình đi công ty tổ chức thì mình đi, chứ mà bình thường chắc chả đi ở nhà không. Bạn làm bên Phú Nhuận, bạn ở khu nào? Mình làm ở Tân Bình chứ không phải là Phú Nhuận. À, Tân Bình. Tân Bình là chỗ nào ta? Ngay chỗ Lạc Long Quân á. Ồ, à gần Đầm Sen à? Không, ở khúc này, khúc ở Tân Bình ở chính giữa chứ không phải là Đầm Sen. Đầm Sen thì qua bên kia luôn. Mình bên quận 2, chỗ đường Trần Não à? Tại làm ở bên đấy, ở trọ bên đấy, nhà dưới Bình Chánh, đi về 30 cây số, đi kẹt xe chiều làm biếng đi lắm. Ở tại đấy luôn, đi làm cho gần. Nếu quen thì ít nhất 1 năm hoặc là ít nhất là 1.5-2 năm nữa thì cưới. Hơi mai mốt hai đứa rủ có quen nhau á, có hẹn hò đi chơi đi ăn đi uống, mời chị Tường đi theo nha. Cái gì chị Tường mồi phụ cho nói chuyện. Một là cắm đầu xuống ăn không nhìn mặt nhau. Hai thì ăn rồi nói thì giống như là thiệt á. Cái gì mà nó căng thẳng, đồ ăn ngon không cưng? Đồ ngon dạ. Giờ chị hỏi hai bạn nè, quan điểm về hôn nhân, về tình yêu của hai đứa như thế nào? Gì vậy ông, tự nhiên dòm tôi cười trời. Có vẻ hơi rụt rè nhút nhát ha. Bạn gái lanh lắm á, mà tại vì em rụt rè làm bạn gái sụi luôn á. Giờ là em, quan điểm của em như thế nào là tình yêu để tiến tới được hôn nhân? Thì nó thật sự tin tưởng, thái hợp nhau tiến tới thôi chị. Mà trong hôn nhân thì em cũng phải có một bạn nam phải biết chia sẻ công việc trong gia đình, ví dụ bếp núc hay là dịch vụ hay là nhà cửa hay là con cái, phải chia sẻ cho em. Mới thấy mà phụ nữ lúc nào mà cũng phải ở nhà chăm con hay là gì đó, em không có thích nữa. Là ra đó cũng quan niệm xưa cũ thôi. Không, em thấy nhiều trường hợp đó như thế. Nhưng mà chị lại khoái ở nhà với điều kiện chồng chỉ giàu, ở nhà mà cho ăn sung mặc sướng, ở nhà cho nó sướng em. Chứ với chồng nghèo quá phải hai đứa cùng làm, chứ không cùng làm lấy đâu mà ăn uống cho đủ, ở đó mà ở nhà. Nhưng mà bây giờ nữ cũng đi ra ngoài kiếm tiền rồi thì về hai đứa mệt như nhau. Nhiều khi bây giờ nữ còn kiếm tiền nhiều hơn nam nữa, thì coi như về nhà thì hai người cũng phải chia nhau công việc chứ, đúng không em? Trời ơi, em ba phải, chị nói gì em cũng gật đầu đúng, chị biết mà. Rồi, chị Tường thấy hai bạn có vẻ hơi ít nói, ít trao đổi. Giờ chị Tường sẽ mời người thân của cả hai mình vào bên trong để cho thêm ý kiến cho hai bạn tham khảo nha. Hôm nay em đi với ai? À, em đi với anh của em. Anh ruột á hả? Em đi với ai? Em đi với bí bạn à. Là bạn ở chung á phải không? Rồi,
Mời người thân của cả hai bên vô ạ. À. Mời anh vô đây, mời em gái vô đây. Dạ, chào anh. Em chào chị. Tôi tức em của anh lắm đó nha, nãy giờ ngồi ngoài thấy tức không? Thì nói chung là em của em nó lần đầu tiên lên cái chỗ đông người thì nó hơi bị khớp. Ra ngoài mình đi làm, mình trao đổi nó sẽ ấy hơn. Có không? Có hơn không? Là ở ngoài thì là... ở ngoài thì nói chung ai lên trên cái một cái sân khấu đông người thì nó sẽ rất là bị khớp. Ngay sao cả đâu, anh đâu khớp đâu. Tại vì nói thẳng với chị là công việc của em á, em giao tiếp rất là nhiều người nên là em quen rồi, với lại em có gia đình. Là coi như thôi bây giờ anh lên nói đỡ cho em đi. Thấy hai bạn này nói chuyện với nhau rồi nãy giờ nhìn trên đây thì anh có cái nhận xét chung như thế nào cho cặp đôi ngày hôm nay? Em thì có một chút nhận xét chung em của em á, thì nói chung là cuộc sống về nó sống nghiêng về gia đình hơn, để biết chăm lo cho gia đình, cho bố mẹ, cho anh em, biết quan tâm chia sẻ. Nói chung là nó đi làm về là không giữ tiền riêng, đưa cho bố, bố giữ. Đấy, thế là nó chi tiêu rất là chu đáo. Ừ. Nhưng mà có điều cái là nó có khuyết điểm cái là nó hơi bị rụt rè, hơi ít nói. Còn về phần bạn gái ấy, thì bạn gái nói hơi nhỏ nên là em không nghe được rõ lắm, nhưng mà nói chung bạn gái thì em thấy là sống rất là được. Tính cách của bạn gái cũng rất là ok. Em có một lời khuyên cho em của em là hãy nhìn vào bạn gái đối diện với mình và mình đưa ra một cái quyết định, là qua cái cuộc trao đổi và mình nói chuyện quyết định cái đường đi của em sau này. Cái chuyện mà hai đứa có đến được hay không ấy thì cũng còn tùy vào hai đứa. Đấy, em chỉ có một chút lời khuyên như thế thôi. Trước mắt, trước mắt tự tiên là cứ trao đổi, cứ cởi mở, chứ đưa ra cái quyết định là mình được hay ngồi không? Mà mình rụt rè quá thì người đối diện người ta cũng cảm thấy, nói chung là cái lần đầu tiên mình gặp mặt mình phải có một cái sự ấn tượng, tạo ấn tượng cho cái người đối diện để người ta cảm thấy là mình là một người trưởng thành, mình biết chăm lo cho gia đình. Trời, con trai nói hay quá, cố gắng lên nha. Trời ơi, dễ thương lắm đó, chân thành thật thà, nó hơi nhút nhát chút thôi. Rồi chào em gái, em tên là gì? Em chào chị, em chào anh. Em tên Như, em ở với chị Lý cũng gần 2 năm rồi. Chị của em cũng giống như anh đây nè, cũng ít nói. Thường là chỉ có nói chuyện được với người quen thôi. Còn những người mới gặp lần đầu hay lần thứ hai thì cũng ít nói. Thì em thấy hai người cũng giống nhau ở cái điểm đó. Em cũng chỉ khuyên chị là lắng nghe con tim mình thôi. Lắng nghe con tim mình thôi ha. Okay, rồi chị Tường cũng thấy giống như vậy đó. Trước tiên là cảm ơn anh nha, cảm ơn em gái. Để cho hai bạn này có cơ hội thêm một chút xíu nữa đi, coi có khai thác được thêm gì không. Phụ nữ hiện đại phải rồi, tự tin lên, tự tin lên, thoải mái vô. Người mình là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên thì mới được. Chứ mình nhút nhát quá, nhiều khi cái buổi gặp đầu tiên mình bị không có ấn tượng đẹp thì nó không được. Làm sao người ta chọn mình đúng không? Không phải chọn mà là không được đẹp cho lắm. Nhìn lên coi gì, nhìn xuống dưới hoài vậy, có ai rớt tiền dưới đất đâu nè. Nhìn thẳng vào người đối diện để mình biết được là đối phương đang nghĩ gì về mình, mình có thể mình hỏi hoặc là mình nói chuyện với người ta. Đừng có nhìn xuống dưới, nó không được ấy. Em nói chung em ngồi ở ghế thì nói chung em thấy muốn nói với nhắn nhủ với em lắm nhưng mà cũng không được, tại vì chương trình đang quay nên là mình không được. Rồi giờ anh nói rồi đó, thôi hy vọng rằng là cải thiện coi như là phút cuối hay không có cái gì, tại nó phút 90 còn chưa phải là kết thúc nữa mà. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi cảm ơn em gái nha. Bây giờ chị sẽ cho hai bạn chơi chút chơi nha. Đây là những cái lá thăm, trong này có ghi những cái yêu cầu của chương trình để hai bạn thực hiện. Rồi em trai tự tin bốc trước, bốc trúng cái gì đọc lớn lên yêu cầu và thực hiện cho nó cởi mở lên, nó vui lên một chút. Đọc lớn lên chị nghe coi. Đọc đi chứ cười hoài gì, đọc lên cái gì. Nhỏ sắp xỉu rồi. Đây tôi đọc coi cái gì vậy, sắp đọc lên. Hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nói cảm nhận về nhau. Hay quá trời, nãy giờ mình nói không được thì mình hành động. Rồi mời em qua bên đây đứng. Sẵn đo chiều cao luôn á cưng. Ôm nhau 30 giây rồi cả hai cùng nói cảm xúc của mình. Mời hai em. Nhìn tôi một chi, trời ơi thì tôi đi ạ. Nhìn tôi một chi. Hãy bên em thân gần nhé anh, để cảm nhận như. Rồi giờ
giờ nói cảm xúc đi, hai người nói cho chị nghe coi cảm xúc mình như thế nào. Em run quá chị ạ, em không nói được. Em run quá chị ơi, em không nói được. Còn em thấy sao? Bình thường. Em thấy bình thường. Là cảm xúc bình thường hay là thấy ôm bình thường hay là ôm hời hợt quá? Ôm bình thường. Cảm xúc bình thường. Còn tại sao em run? Người ta không run mà em run gì? Lý do sao Long run? Em không biết. Không, em thích cái ôm đấy. Em thích cái ôm đấy. Nhưng mà run quá không biết nói gì. Dạ. Rồi về chỗ. Ở bên đây. Chàng trai thực hiện một yêu cầu từ bạn gái thể hiện độ mạnh mẽ nam tính. Đúng á, cho nó hít thở, cho nó nóng, khởi động cho nóng chút đi. Vậy em muốn yêu cầu bạn trai làm cái gì? Thể hiện sự nam tính. Thôi bạn nói một câu gì đó thì đỡ cho em cảm thấy mà đỡ. Trời ơi, nó không dám nói, ít nói, biểu nó nói nữa thấy mệt rồi đó nha. Thôi yêu cầu hát đi, đơn giản. Yêu cầu hát được không? Nãy giờ nói không được mà giờ hát được không? Thôi hát là điểm yếu của em đó chị. Nhưng mà bây giờ còn không thì đó. Cổ yêu cầu em một là nói một cái câu gì đó cho cổ cảm thấy nó cảm nhận được. Còn hai là hát, nhìn cổ hát. Đó. Rồi ok luôn, anh sẽ cố anh hát tặng em một bài. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật dịu dàng biết mấy. Và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hết nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm. Hai, thôi rung rung chứ cũng biết lựa bài hát có ý nghĩa lắm nha. Nãy giờ mình đã chia sẻ những gì, anh này như thế nào, cô này là người như thế nào. Suy nghĩ cho kỹ và đặt hai tay lên nút bấm đi các em. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh xuống, không đồng ý cứ việc lặng lẽ lấy tay ra. Rồi mời hai em nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1. Lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. 2. Hãy lắng nghe cảm xúc của mình mách bảo và làm theo đó. 3. Hết thời gian. Có bấm mà nó không kêu thì có bấm không? Có, em có đi xuống mà. Có bấm thì cóc thì kêu thì em làm hồi người ta mà xe cấp cứu tới đây đưa đi cấp cứu là em chịu trách nhiệm á. Nhỏ đã yếu tim rồi mà còn đẹp đôi lắm đó, mặt mày đứa nào cũng dễ thương hết mà nhát quá à. Nắm tay nhau đừng xỉu nha. Chị Tường gửi tặng em gái một phần quà để làm đẹp từ chương trình gửi tặng. Chị Mỹ Dung, chị đang làm sale. Sale gì Tường? Chị làm cho công ty Vinamilk á gái. Sale bán sữa Vinamilk hả? Đúng rồi. Rồi, chị Dung, chị sinh năm bao nhiêu chị Dung? 1986 em. Rồi, chị Dung đang làm ở đâu, quê mình ở đâu ạ? Chị quê ở Quảng Nam, chị đang làm việc ở Con Tum. Rồi, chị nói cho em biết về cái tình duyên của mình nè. Chị đã từng kết hôn chưa? Có, chị đã từng kết hôn và chị đó một cháu. Chị ly hôn từ năm 2015. Con trai được bao nhiêu tuổi rồi chị? Con gái em 13 tuổi. Rồi, lý do làm sao mà ly hôn ạ? À? Ở đó chồng chị ngoại tình đó. Ở được bao nhiêu lâu chị? À, 7 năm em. 7 năm luôn là ảnh mới ngoại tình hả? À, ngoại tình xong thời gian cũng khá lâu rồi chị mới biết hết chứ. Ừ. Rồi à, rồi bây giờ thì sao? Còn qua lại với chồng không? Có nghĩa là mối quan hệ vừa giữa con chị với lại chồng á có thâm gì không? Không chu cấp từ hồi đó giờ đã không chu cấp mà, không chu cấp không qua lại gì hết. Là chị ly hôn xong là không cho con qua lại luôn. Con gái cũng không phải là không cho thôi, nhưng mà họ có gia đình mới rồi, họ không thăm con chị hết chứ. Dạ. Ờ. Họ có gia đình lại liền mà. Dạ. Rồi bây giờ là con của chị là chị đang nuôi, là ở cùng ở nhà riêng hay là ở chung với bên ngoại hay sao chị? Không, chị ở riêng. Là bây giờ ba mẹ chị là ở Quảng Nam hay là ở Con Tum? Rồi ba mẹ chị là ở Quảng Nam, chỉ có chị là chị ở Con Tum thôi, chứ ba mẹ chị ở Quảng Nam hết. Vậy là hồi xưa lấy chồng ở Con Tum hay sao vậy? Không, có chồng Quảng Nam. Xong thì bạn chị nó đi làm ở trong Con Tum nè, nó dẫn chị vào đấy. Ừ.
Rồi trên đó là chị, vậy chị ở bên con Tâm là bao nhiêu lâu rồi? Chị ở từ hồi cuối năm 25 tháng 10, 25 đến giờ á. Dạ. Rồi lên đó rồi không có tìm hiểu được người nào hả chị? Có tìm hiểu ai nữa không sau khi ly hôn á? Ấy là cũng có, nhưng mà kiểu chị cũng thuộc dạng là hơi khó tính xíu. Nên là kiểu như có mấy anh là tìm hiểu, nhưng mà thấy chị thấy nhậu nhẹt, rượu chè. Ngày xưa chồng chị đã từng rất là nhậu nhẹt. Rồi có tiền ra làm, có tiền ra cái là đổ hư đổ đốn ra rồi nhậu nhẹt. Bây giờ chị thấy cảnh nhậu nhẹt chị sợ quá. Là gặp mấy ông trên đó nhậu không hả? Mấy ông nhậu nhậu không, chị thấy chị ổn. Dân sale đồ là trong đó là nhiều không chị? Người làm sale nam đồ đó nhiều. Nhậu quá hay sao? Không phải, làm sale nam là toàn là mấy đứa nhỏ nhỏ không em. Làm sale nam không có ai lớn đâu. Mà có một hai anh lớn nữa thì người ta hỏi gia đình rồi đàng hoàng hết chứ. Còn sale hầu như là chỉ có chị là lão làng ở lâu chứ. Còn sale hầu như là trẻ trẻ không à. Chị lão làng rồi. Dạ, lão làng ngon lành rồi ha. Giờ chắc thu nhập đồ ngon rồi hả chị ha. Nói chung lương nữa thì làm sale thì lương bình quân của chị khoảng 15 triệu. Là mình thuê nhà trên đó hay là mình mua nhà mua đất gì không, chưa chị? Chị ở nhà chị chứ. Là chị lên con Tâm chị gây dựng lại nhà cửa luôn rồi á hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ thì chị tìm người đàn ông như thế nào? Trời hả? Lớn, phải lớn hơn chị, phải lớn tuổi hơn chị là một này. Với thứ hai nữa là họ, ví dụ như họ ly hôn thì ly hôn về vấn đề gì? Họ ly hôn chứ chị sợ mấy cái cảnh mà đàn ông mà lăng nhăng lăng đồ nó chị sợ quá. Ví dụ như những người đàn ông họ, ví dụ như vợ người ta mất đi hoặc là sao đó, hoặc là hoàn cảnh gì đó thì được, cho còn mà nói nhậu nhậu nhạt nhạt rồi chị đã từng bị như vậy rồi, giờ chị sợ quá. Vợ người ta không mất mà vợ người ta lập gia đình rồi được không hả? Nhưng mà ổng, nhưng mà phải lớn tuổi hơn chị chứ. Còn bao nhiêu nè, chị muốn lớn bao nhiêu? Thì khoảng 5-7 tuổi, 10 tuổi gì cũng được, phải lớn hơn chị. Chứ còn mình phụ nữ mình nó nhanh già em. Mà ở mình chọn 20 người... tuổi luôn được không? Không, 20 tuổi nhiều quá. Rồi 20 tuổi nhiều quá. Rồi 15 tuổi được ha. 15 tuổi được ha. 15 tuổi hả? Có nhiều quá không em? Ta mới có 55 tuổi chứ có nhiêu đâu nhiều. 55 tuổi hả? Nhưng mà ta còn không đỏ là được rồi, đúng không? Nhưng mà có ở xa lắm không em? Chị thích người ở đâu? Là ở Sài Gòn được không? Hay là sao? Ở Sài Gòn hả? Chứ bây giờ cái khu vực con Tâm của chị là em e là hết rồi đó. Tại vì nếu có là chị đã quanh tạc, chị làm lâu năm, chị nói chị lão làng mà, đúng không? Cho nên bây giờ cái khu vực nào mà chị sẽ ok được nè, chị cho em những cái tỉnh này. Nếu như mình nếu được là tỉnh Quảng Nam cũng được, Quảng Nam, Đà Nẵng thuộc dạng miền Trung đó em. Thì nó gần ở ngoài đó, chứ còn Sài Gòn hình như chị chưa định nghĩa được. Nếu như mà có người Sài Gòn chị cũng không bằng định được, chị sẽ đi theo họ đâu. Dạ, nhưng Quảng Nam, Đà Nẵng là được đúng không? Đúng rồi, ví dụ như rồi. Nhà chị vẫn có nhà Quảng Nam mà. Ví dụ như nếu được mà ở Quảng Nam, Đà Nẵng thì nó gần quê chị thì chị còn có suy nghĩ. Chứ còn nếu như mà đi Sài Gòn rồi thì chắc xa quá, chắc chị cũng không dám. Dạ thì nè em đang hỏi để em chọn cho chị thôi. Rồi Bình Định nào được không? Phú Yên nào được không? Bình Định Phú Yên á hả? Như trong đầu chị chưa nghĩ tới Bình Định Phú Yên luôn á gái ơi. Vậy là thích Quảng Nam, Đà Nẵng thôi. Nói chung là tư duy thích Quảng Nam, Đà Nẵng. Quảng Nam á. Chị chọn cái nơi hay là cái chị chọn cái con người. Ngày xưa cũng lấy chồng người cùng quê với mình rồi, nhưng mà cũng đâu có thành đâu, đúng không? Cho nên em nghĩ nếu mà chị đi cùng một cái, nó có một cái câu này rất hay là cùng một bài toán, cùng một cách giải, chị sẽ có y chang cái kết quả đó. Ở đây em không có nói là Quảng Nam nào cũng xấu như chồng chị đi, đúng không? Nhưng mà nếu đã từng như vậy rồi thì mình nên thử một cái con đường khác, biết đâu là mình, bây giờ mình đi con đường cũ là y chang, nhiều khi nó y chang, đúng không? Đó. Cho nên ở đây chị chọn con người, chọn quê quán thì rất dễ. Tụi em kiếm cái anh ở quê đó, tính cách của tụi em nha, tính cách em không đảm bảo đó.
Nếu chị chọn về tính cách con người thì có tư cho người ta ở nước ngoài thì cũng phải chịu thôi, chứ có gì đâu người ta lấy chồng xuyên quốc gia, có gì đâu chị, mà trong nước thôi mà lại khó vậy, đúng không? Em nói cái này là em muốn để chị là thoải mái cởi mở hơn để mà mình tìm được cái người thật sự yêu thương mình, cái đó mới là cái quan trọng. Còn ở đâu nhiều khi nó chỉ là yếu tố phụ, gần được thì tốt, kiểu như vậy đó, đúng không? Nha. Đó. Thấy em làm sao được không? Thuyết phục chị được không? Được. Ok luôn á. Không, cái này là thật sự. Không, cái này là gọi là sản phẩm cũng chất lượng thiệt. Em mới nói được vậy đúng không? Cái này cũng thật vậy đó. Ừ, bán sữa cũng đâu phải sữa đó là giả, mình đi bán thiệt đâu, đúng không? Đúng rồi. Được không chị Nhung? Ok không? Rồi. Ok, về cái phần tính cách nó sẽ quan trọng hơn. Còn quê quán tụi em sẽ cố gắng để mà tìm cái nơi phù hợp nhất cho chị. Cái nơi mà gọi là gần nhất có thể ha. Rồi. Rồi. Dĩ nhiên là bữa nay casting xong á, nếu mà được chọn thì bên em liên hệ lại. Nhưng mà quay chương trình là sẽ ở Sài Gòn, thì chị có đi xuống Sài Gòn được không? Được cái. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nói thêm một cái phần nữa là tật xấu, chị có tật xấu gì không? Thì chả có tật xấu, có đấy, nóng tính lắm. Ừ, phải có nhiều chứ sao mà không có, kỳ đó. Có chị rất là nóng, chị thẳng tính lắm. Thẳng tính, nóng tính. Ừ, nóng cỡ nào? Nó không thiệt là chết chứ chị á. Nói cỡ nóng cỡ nào nè. Nói chung là đập đồ đó thì cái gì cũng phải thẳng thắn, cũng phải thật. Ví dụ như đồng ý ai cũng có cái sai, nhưng mà cái sai mình phải biết, ừ đó là cái sai của mình nhận. Chứ đừng có cái mà cái sai của mình nó rõ ràng rồi đó, mình cứ chụp vô mình chối là không được chứ chị. Tính chị là như vậy. Rồi nóng cỡ nào, có nghĩa là chị nóng tới mức nào? Không, đập chịu cái gì? Được không? Quan không? Không. Chung, tính chị là chị rất là chịu, chị nhịn ghê lắm. Nhưng mà từ khi mà chị đã nói rồi á, là phải đến cỡ nào rồi chị mới nói. Đúng. Chứ thật ra thì với cái công việc của chị làm sale, mà với theo cái bản tính của mình đi làm sale thì cũng phải có sự nhẫn, chịu đựng và chị nhẫn trong đó. Chị vẫn hay rất là nhịn, nhưng mà đôi khi nó quá thì bắt buộc chị mới nói, chứ còn không phải là chuyện gì chị cũng nói. Ví dụ như khi mà nó xảy ra một cái việc gì đó, chị không bao giờ là cái chuyện nhỏ hay lớn chị cũng nói, chị không có cái tính đó. Nhưng mà chị sẽ dồn 5-7 chuyện là chị nói mà không được nữa là chết chứ chạy. Chứ còn không có nói chuyện giống em đó. Chị không nói, nói cứ giống như đi làm á, mà nói cái là nghỉ việc luôn á, đúng không? Đúng rồi, mà một khi là nói cái là nghỉ việc á. Ok bà chị, rồi bây giờ chị có ca hát gì được không? Văn nghệ, văn gừng gì được không? Chị hát cũng được. Nói chung hát về đâu chơi nè. Hát về Quảng Nam đồ coi có không? Có bài nào về Quảng Nam gì không? Tôi đời không. Em là em thích người Quảng Nam lắm á nha, cho nên rất là có cảm tình với chị đó. Em gặp người Quảng Nam em phải nói câu này, tại vì em rất là thích anh Nguyễn Văn Trỗi. Đó. Hát ấy thôi chứ còn không hát về quê hương, về Quảng Nam không biết đâu. Rồi ok chị, bây giờ nếu mà được chọn á, nếu mà chọn lên ghi hình á là chuẩn bị cho em một đoạn bài hát, hát được không? Được. Trời ơi, mình là sale mà năng động tự tin mà ha. Được, cái đó được chứ. Dạ. Rồi ok chị, chắc là cái phần cast của mình xong rồi đó. Nếu mà được chọn bên em liên lạc và trao đổi nhiều hơn. Chị cũng đang làm việc đúng không? Dạ. Rồi chị cũng đang đi làm đó gái. Chị Dung nha. Rồi chào chị. Rồi chị cảm ơn. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Loan, thì quê ở Hải Dương và hiện thì em đang sống ở Hà Nội. Em làm nhân viên văn phòng, làm kế toán. Rồi chị Loan là sinh năm bao nhiêu chị? Dạ em sinh năm 1985. Wow, 1985. Mình làm kế toán, quê mình là Hải Dương, rồi hiện tại mình đang ở Hà Nội, rồi ở với ai ha? Em ở cùng với bạn. Nguyễn Thị Loan. Ở cùng với bạn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Mình chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình đi chị Loan ơi. Điểm mạnh thì em nghĩ là em là người khá là cẩn thận. Và làm việc thì sẽ có trách nhiệm á. Còn điểm yếu thì là em giao tiếp không được tốt lắm và hay bị xấu hổ khi mà giao tiếp trước đám đông nhiều người. Kiểu người hướng nội á.
Đúng rồi. Rồi. Có cái điểm mạnh gì hay là về bản thân mình ấy, có những cái hoạt động phong trào hay là mình có năng khiếu tài lệ gì không? Em thì không có năng khiếu gì cả, nhưng mà em khá là thích mấy chương trình mà nhảy nhá. Nhảy và chị có nhảy được hả? Dạ không. À thích xem nhảy thôi. Dạ đúng rồi, thích xem nhảy chứ không có nhảy. Dạ. Thích nghe hát chứ không có hát. Ừ, có hát nhưng mà hát dở. Rồi, mình đã làm cho kế toán là kế toán về công ty nào? Ý là về chuyên công ty về chuyên ngành gì á? À công ty em thì làm thiết kế xây dựng. Ừ. Công ty thiết kế xây dựng. Đó là mình kết từng kết hôn lần nào chưa chị Loan? Dạ chưa. Và hai bạn đang ấy chứ đúng không? Đang hai bạn ở thuê nhà sống chung đúng không? Em ở cùng với cả một chị đồng nghiệp cũ thôi. Ok rồi. Vậy thì về tình trường của mình thì sao này? Chưa từng kết hôn thì cũng 39 tuổi rồi, thì tình trường thì sao? Thì trước kia cũng có hẹn hò với hai người nhưng mà nó không có kết quả gì hết. Không có kết quả là hai người là quen được bao nhiêu lâu rồi, tại sao mình chia tay? Kiểu mối quan hệ nó không rõ ràng lắm và nó cả hai người đều không chủ động tiến tới, cho nên là nó cứ dần dần xa cách thôi. Thì cũng khoảng vài năm á. Rồi bây giờ chương trình bảo hẹn hò sẽ chỉ là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì mình có sắp xếp công việc để mình vào đây tham gia ghi hình được hay không? Nếu mà có thời gian báo trước thì em có thể sắp xếp được. Báo trước khoảng bao nhiêu lâu thì được chị ha? Nếu mà báo trước khoảng 2 tuần thì tốt ạ. Ok. Rồi bây giờ chị muốn tìm mẫu người như thế nào ạ? Em thích mẫu người cao một chút. Cao một chút. Và trưởng thành. Trưởng thành. Rồi, cao trưởng thành. Tiếp đi chị, tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì lớn hơn mình nhưng mà không nhiều quá. Rồi về công việc của bạn trai, quê quán của bạn trai. Em nghĩ là nếu mà tìm được người mà có công việc và hoàn cảnh tương đương như mình thì là tốt nhất. Còn quê quán thì chắc cũng không quan trọng lắm. Rồi, ok. Cảm ơn chị Loan ha. Hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Có lịch ghi hình thì chương trình sẽ liên hệ và báo trước mình với chị để mình sắp xếp công việc ha. Rồi, cảm ơn chương trình.